nghĩ là một sinh viên mà làm âm nhạc thì mình có thể làm giàu bền vững hay không, và có hoàn toàn có khởi nghiệp và sẽ tốt hơn những người mà họ học ngành kinh tế hay không? Theo em nghĩ một sinh viên mà âm nhạc dù là học bất cứ cái ngành gì, nhưng mà khi có cái niềm đam mê, ví dụ như âm nhạc, và mình có thể có thêm cái niềm đam mê là kinh doanh, thì cũng có thể làm giàu vững mạnh. Và ngoài ra khi mình học âm nhạc thì mình cần có những cái nguồn sau này đi làm đi hát chẳng hạn, thì cần có cái nguồn kinh tế dồi dào, thì mình phải làm thêm là nghề tay phải, là phải kinh doanh. Cho nên là ngay từ bây giờ là mỗi học sinh á, thì nên cần có những cái sự năng động, và có thể vừa học vừa làm, ví dụ học đam mê âm nhạc nhưng mà có thể làm thêm những cái ngành nghề nào mà mình yêu thích để nó hỗ trợ cho nhau. Thì khi mà em nhận lời tham gia cuộc thi này thì nhóm em được giao là sẽ làm một cái dự án mà nó thiên về cái mặt kinh tế, mà trong khi đó bên nhóm em đúng là nhóm bọn em là học âm nhạc, nhưng mà có nghĩ mỗi học sinh chúng em từ đa số là làm nông, xong rồi đi học vô trường đó là có đam mê âm nhạc, nên bây giờ là khi mà tham gia cái cuộc thi này thì lúc đầu cũng thấy hơi chút một ít khó khăn, nhưng mà do cái lĩnh vực kinh tế mà ý tưởng mà bọn em chọn là về nông nghiệp, nên em cũng cảm thấy nó cũng có thể bọn em làm hoàn thành tốt cái cuộc thi này, và chắc chắn là dù không bằng mấy cái bạn kia, nhưng mà ít ra bọn em cũng sẽ có một cái nét riêng là của trường bọn em đã tham gia.